Trước hết xin kính mời quý vị theo dõi phần tin buổi gây quỹ Scouting Center for STEM nhằm mục đích quảng bá và giới thiệu một phương cách giáo dục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, gọi tắt là STEM, đến cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thị Đốn. Nên vào thứ Sáu 15 tháng 3 vừa qua, tại thành phố Gettysburg thuộc tiểu bang Maryland, có buổi giả tiệc gây quỹ để thành lập Scouting Center for STEM. Hiện diện tại buổi tiệc có sự góp mặt của các quý hội đoàn, các tổ chức, cơ quan truyền thông, quý mạnh thường quân cùng với quý đồng hương, quý trưởng hướng đạo, quý phụ huynh và các em trẻ. Trong phần đầu của chương trình, tiến sĩ Nguyễn Tiến Đạt đã thuyết trình đến quý quan khách, những người quan tâm đến giáo dục về tầm quan trọng của dự án STEM cũng như những liên kết giữa STEM và Scouting để giúp cho các em trẻ có thêm những kỹ năng và kiến thức hầu vượt qua được những thử thách mới trong thế kỷ 21. Trong vòng 10 năm nay, nước Mỹ đã nghiên cứu coi cái STEM có nghĩa như thế nào, cái đường lối như thế nào từ giáo dục cho tới công ăn việc làm. Thì trong vòng có khoảng chừng 10 tới 20 năm nữa thì mình mới biết chắc là nhất là trong cái khu vực đại học á, với lại công ăn việc làm như thế nào. Bây giờ thì người ta đã biết rõ cái con đường đi cho trung học và tiểu học. Những chuyên ngành tại Hoa Kỳ hiện nay luôn chú trọng trong lĩnh vực STEM. Nói về cái ngành học STEM thì trong tương lai sẽ có nhiều ngành mới. Bây giờ mình đang thấy, thay vì hồi đó mình có những cái môn thuần túy như là vật lý, hóa học, toán chẳng hạn đi, hay là sinh vật, thì trong tương lai sẽ có nhiều ngành rất mới. Bây giờ thí dụ như là những cái ngành như là về vừa nano, vừa biology, mà vừa về robotics chẳng hạn, thì những cái ngành nó sẽ phối hợp với nhau. Đó là một cái lý do mà tại sao mình phải thay đổi cái hệ thống giáo dục về STEM, tức là mình dạy làm sao cho các môn nó gắn bó lại với nhau. Thì các em nào mà thành ra bởi vậy mình nên để ý, các em nên để ý những cái ngành nào sắp ra là mình phải để ý trong tương lai. Cái thứ hai là phần đông những cái ngành mà có thể tìm việc dễ mà lâu dài là những cái ngành có dính dáng về tới STEM. Ngay cả những cái nghề như là nghề báo chí chẳng hạn, bây giờ người ta đang bàn tính tới báo chí nó đi liền với lại điện tính, tức là computer science, có những cái chương trình mới. Và các dự án STEM trong hệ thống giáo dục. STEM nó khác với lại cái cách học hiện nay, đặc biệt là từ đó tới bây giờ thì mình dạy các em, mình dạy rất là nhiều đề tài. Thì cái trong cái chương trình mới, giáo dục mới của STEM là mình dạy các em, nhất là trung học, mình dạy ít đề tài thôi, nhưng mà mình dạy sâu thêm. Với lại các đề tài mình dạy làm sao mà cho nó gắn liền với nhau để cho mấy em học dễ hơn. Có thể, theo tiếng Anh nó gọi là transfer learning, tức là mình học từ một cái lĩnh vực này, mình có thể mình kiến thức của mình chuyển qua một cái lĩnh vực khác. Cái đó là cái con đường mới của STEM. Để thực hiện các dự án này, luôn cần sự hỗ trợ của tất cả cộng đồng tại Hoa Kỳ. Cộng đồng Việt Nam mình nên để ý tới STEM là tại vì cộng đồng khác đã bắt đầu để ý để làm ra những cái chương trình hay là những cái hoạt động về STEM. Thành ra bây giờ mình phải cố gắng, mình phải bắt đầu. Tại vì nước Mỹ đang đẩy mạnh cái chương trình STEM, không những chính phủ mà tư nhân, các công ty tư nhân và những cái non-profit, người ta đã bỏ rất là nhiều thời giờ tiền bạc ra để ta nghiên cứu, người ta để ta thực hành được những cái hoạt động, cái chương trình STEM để giúp các em ngoài cái giờ học trong trường. Được biết, Scouting Center for STEM là một đồ án của tổ chức bất vụ lợi mang tên Asian Pacific American Cultural Arts Foundation, gọi tắt là ABACAP. Hiện nay, Scouting Center for STEM có chương trình dạy SAT hàng tuần cho các em học sinh từ lớp 6 cho đến lớp 11 và đang thiết bị một phòng computer lab để các em và phụ huynh cùng tham gia các buổi seminars và workshops. Trong những ngày sắp tới, Scouting Center for STEM sẽ có tổ chức buổi nói chuyện về khoa học của tiến sĩ Jen Liu đến từ Đại học MIT và những chương trình đặc biệt vào mùa hè 2013. Kính thưa quý vị, phương cách giáo dục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai để các em trẻ thành công trong việc học vấn và phục vụ hữu ích cho tha nhân.